Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn các mẫu banh bóng đá bên shop của mình nhé. Bóng 2030, bóng này dùng cho sân futsal, sân đá cỏ nhân tạo và sân gỗ. Bóng này nó không có nảy nhiều nha các bạn, độ nảy nó rất là đậm.
Bye bye các bạn, hẹn gặp bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.